tôi sẽ áp dụng luật cộng và trừ điểm ngẫu nhiên qua máy tính. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với câu hỏi số 1. Vâng. Đây chào Vũ, đây em nào. À. Được. Nào. À, được. Anh có nhiều người khuyên là muốn có hàm răng khỏe khỏe thì các em phải ăn hoa quả. Nhưng mà loại loại nào của em? Em sẽ nghĩ là quả chuối thì quả chuối mịn. Đúng một tí là táo. 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 Táo nhiều vitamin. Thế còn theo anh? Còn theo anh muốn có hàm răng khỏe khỏe. Vâng. Ta phải ăn thật nhiều ổ vào. Một gia đình cho là đúng, một gia đình lại cho là sai. Và không biết rằng là gia đình nào có trùng đáp án với anh con Thắng đây. Chúng ta thấy anh con Thắng có hàm răng rất là đẹp đúng không ạ? Trắng bóng, men thì rất là sáng nữa. Thế con đang làm gì đấy? Biết mà anh Thắng nói với chúng ta có thật không nhỉ? Xin được hỏi chị Hai. Xin mát tố. Cảm đối và ổi là đang làm gì đấy? Chúng ta muốn có một hàm răng thật đẹp. Theo tôi được biết thì trong ổi chứa rất nhiều vitamin, đặc biệt là rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà ngoài ra thì ổi cũng có một nhược điểm. Các bạn biết là nóng trong một cơ thể là cái đường thoát khỏi ổi rất là cứng, đặc biệt đối với em nhỏ thì không tốt cho khi mà em nhỏ ăn ổi và khi mà tôi chọn màu xanh. Còn với gia đình số 2, anh chị lại cho rằng có thể ăn được ổi, vậy thì anh chị có giải thích giúp chúng tôi. Thưa chị là theo em được biết là các loại hoa quả rất có rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là răng miệng, đặc biệt là tất cả các loại quả có chất xơ thì sẽ giúp cho răng miệng được sạch sẽ hơn ạ. Vậy thì với đáp án khác nhau như thế này, không biết là anh Quang Thắng sẽ nghiêng về gia đình nào đây, chúng ta cùng xem. Để em đâu cũng phải bỏ lắm đây này. Phải có tốt chứ anh. Không phải bỏ, em răng của anh này rất khỏe, em hiểu không? Cắn một phát cũng đã khỏe, cái khỏe, nếu không khỏe, nhưng mà nếu mà cứng quá thì ta phải bổ nhỏ ra. Chứ nếu không thì cắm vào răng nào, cắm ra cửa luôn rồi, cắm cho đấy là ra một tiếng rồi đấy, anh hùng. Cắm răng cửa thì có sẵn răng cửa đúng không anh? Giờ, thế em rửa răng nhỏ rồi. Anh Thắng đứng như là được mặt đỏ rồi. Quá được. Vâng. Bởi vì quá là thích ăn ổi cho nên anh Quang Thắng cũng đã cắn nhồm nhoàm càng quá ổi. Tuy nhiên nếu như chúng ta mở thì có một cách bảo vệ răng còn tốt hơn nữa, đó chính là chúng ta bổ nhỏ ra, thậm chí còn phải bỏ hạt nữa và ăn phần cùi ổi từng miếng một rất là thơm ngon. Và các bạn nhớ con học bài làm gì đấy? Ăn ổi bằng văn hàm chứ không phải răng cửa. Con học bài làm gì đấy? Thì chúng tôi xin vui mừng tặng 20 điểm cho gia đình số 2. Xin được chúc mừng gia đình số 2. Nhiều bút thế. Có bao nhiêu màu? Màu nào màu xanh? Màu xanh đâu con? Dơ lên mẹ xem nào. Bây giờ sẽ là câu hỏi. Ôi hay quá. Màu đỏ đâu? Màu đỏ đâu con? Màu gì? Và con giới thiệu màu cho mẹ xem đi. Đúng rồi. Tư thế cho hai gia đình. Bởi vì mức điểm của chúng tôi rất khác nhau. Máy tính sẽ chọn giáo viên và có thể mức 10 điểm. Màu đỏ đâu con? Và đã có rất nhiều trường hợp là các gia đình không được điểm. Đúng rồi. Không thường cả gia đình không hề được điểm. Vậy thì có rất nhiều bất ngờ có thể xảy ra đấy. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Đâu con? Răng khỏe ăn nhiều ổi. Cho em mượn nhá. Anh rửa thắm răng em nghe. Được. Em công nhận là răng anh khỏe ăn được ổi. Nhưng mà bố có nhìn thấy không? Răng anh bị ố. Ôi trời ơi. Bị ố rồi. Đúng rồi, chẳng qua uống nước chè, uống cà phê nhiều. Đây em chỉ cho anh cách làm trắng răng nhé. À, anh dùng nước cốt chanh này. Uống bia nhé. Một viên nước cốt chanh là nước cốt chanh này. Anh hòa với lại cả một kia muối này, một kia muối. Vâng, anh hòa mà. Đây, anh dùng cái bàn tay đấy, cầu kỳ nó mới tốt. Anh nhúng đây nè. Anh chả răng anh ạ. Dùng cái chất này. Vâng. Bánh răng. Chả răng. Rồi. Thế theo anh chị, Tú nói như thế là... Vâng.
các bạn đang thấy là anh chàng mặt xanh mặt đỏ của chúng tôi chóng mặt quá đúng không ạ? Quay liên tục hết vòng nọ sang vòng kia, cả hai gia đình đều lựa chọn mãi mới có thể quyết định được mặt xanh. Nhưng mà chanh và muối hỗn hợp này cùng với bàn chải đều bỏ đi những cái mảng cố trung tâm thì hai gia đình sẽ phản đối. Nên là chị Hạnh sẽ làm như thế nào, bí quyết gì để cho răng gia đình mình trắng và đẹp ạ? Theo tôi được biết thì trước kia cha ông ta cũng thường xúc miệng vào nước muối nha. Thế còn về cha thì cũng là đầu tiên tôi nghe. Nhưng mà cả gia đình tôi thống nhất là hãy giảm về anh. Còn gia đình số 2, tôi thấy lúc nãy chị anh thử thích thích Lan Anh bảo đúng rồi. Thì Lan Anh bảo không, sai sai sai. Ở dưới dùng thì hình như là nhân cho vợ, em chọn màu đỏ. Tại vì axit và muối thì đã hòa tan với nhau thì nó sẽ là một dung dịch axit. Và axit thì rất là có hại cho men răng nên nghĩ là nó nên... Thế thì phải mặt xanh chứ không phải mặt đỏ. Vậy thì xanh hay đỏ à? Xanh ạ. À, còn lại xanh. Lần này thì rất là hồi hộp đúng không ạ? Vừa mới đỏ với xanh, xanh rồi lại đỏ. Và bây giờ cuối cùng vẫn là xanh. Chúng ta thì xem nhá. Mặt xanh là nếu rồi. Thậm chí anh con thằng có nếu cùng với hai gia đình ở đây hay không? Anh kiểm tra thế nào? Nghe ạ. Ôi, cũng có tác dụng thật đấy. Quá tác dụng, anh biết thì sao? Trong chanh, cái nước trong chanh có axit, có nhiệm vụ là tan cái mảng muối trong da. Hơn nước muối để có nhiệm vụ là phát triển kháng khuẩn chống vi khuẩn. Đúng đạo này chứ, mà quá nhỉ? Ừ, mà cái dung dịch này, anh ngọt vào trong hồ vẫn như hôm nay. Hôm nay là chua 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 mặn mặn, chua chua ngon nữa là ngon. Thế là ngon là ngon không sao đúng không? Sao không? Thế là ngon là ngon. Thế thì phải thử cho tôi nước đỏ thôi. Mặt đỏ. Anh Quang Tú thì nhận mặt đỏ, còn hai gia đình lại khác là mặt xanh. Và chúng tôi xin phải nhắc ngay rằng